Xin chào quý anh chị, mình là Thái Phạm. Thì rất vui được gặp mọi người trong cái buổi Forex Education ngày hôm nay. Thì hôm nay Thái sẽ giới thiệu một cái chỉ báo, có thể gọi là cái chỉ báo kết hợp giữa cái Stochastic và một cái chỉ báo quen thuộc, đó chính là cái chỉ báo Bollinger Band. Thì hai cái chỉ báo này, cách mà mình cài đặt nó vào cái biểu đồ trên cái MT4, MT5 nó như thế nào? Thì trước mắt thì anh chị cần phải có cái tài khoản MT4, MT5. Rồi sau đó anh chị bấm vào cái mục là Insert. Ngay tại cái mục Insert này anh chị vào cái mục là Indicator. Kế tiếp mình vào cái mục là Oscillator. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái Stochastic này. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái điểm Stochastic đầu tiên nè. Mình lấy cái mục là Reset để mình chọn cái mục là Default, là nghĩa là mặc định nha anh chị. Rồi sau đó mình bấm OK. Thì ngay tại cái mục mà mình bấm OK, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Thì cái Stochastic Oscillator này là một cái chỉ báo đo lường về cái tình trạng là quá mua hoặc là quá bán của cái đồng tiền. Thì nó bao gồm là hai cái đường chính. Cái đường thứ nhất là cái đường phần trăm K, và cái đường thứ hai nó chính là cái đường phần trăm D. Anh chị thấy cái đường phần trăm D nó sẽ luôn luôn ngắn hơn cái đường phần trăm K, bởi vì nó là trung bình của 3 cây, cũng như là cái phần trăm K này nó là trung bình của 5 phiên, tức là 5 cây nến nha anh chị. Thì ngay ở biểu đồ này mình đang xem biểu đồ một ngày, cho nên năm này nó sẽ tượng trưng cho 5 cái cây nến, và 3 này sẽ là 3 cây nến. Cho nên anh chị sẽ thấy được là cái đường trung bình động của cái số 3 nó sẽ nhanh hơn cái 5. Cho nên khi mà nó cái đường phần trăm D này nó cắt xuống dưới của cái đường phần trăm K, thì nó thể hiện là trong cái ngắn hạn cái dòng tiền nó đang có cái lực là bán ra, và nó làm cho cái đường cong này giảm xuống. Thì khi mà cái đường ngắn hạn nó vượt qua cái đường là dài hạn, tức là cái đường 3 ngày vượt qua được 5 ngày, thì nó thể hiện là trong ngắn hạn nó xuất hiện cái lực bán ở ngay cái vùng đó, cho nên nó tạo thành một cái xu hướng đảo chiều. Và nó cũng thể hiện cái vùng là quá bán và quá mua. Thì thông thường các trader sẽ sử dụng cái mức là 80 để mà xem vào cái vùng là quá mua. Còn trong cái trường hợp mà nó nằm dưới 20, tức là nó đi vào cái vùng là quá bán. Ok, để thay note lại cho anh chị dễ hình dung. Này, mình sẽ chọn cái mức là 20 và 80. Sau khi mà mình vẽ xong cái đường 20 và 80 như thế này, thì anh chị sẽ thêm cái chỉ báo Bollinger Band vào. Thì ở đây là mình đang xài trên cái biểu đồ là ngày, cho nên nhìn nó hơi rộng. Thế thì chuyển nó qua cái biểu đồ là H1, tức là biểu đồ 1 giờ. Rồi tiếp theo Thái sẽ thêm cái mục Bollinger Band vào. Bollinger Band anh chị vào mục Indicator và vào mục Trend, thì ngay tại đây nó sẽ xuất hiện cái Bollinger Band. Rồi tùy theo những cái anh chị nào thích xài cái mức là 20, 30 hoặc 50, tùy vào mỗi mỗi anh chị. Nhưng mà Thái sẽ chọn cái mức mặc định, đó chính là 20. Thì nó sẽ hiện ra cái đường Bollinger Band như thế này. Thì cái chiến lược mà mình sử dụng Bollinger Band và Stochastic nó sẽ như nào? Để Thái nhắc lại một chút về cái chiến lược Bollinger Band. Thì cái Bollinger Band nó sẽ gồm là ba cái dải băng. Thứ nhất là cái đường băng giữa, thứ hai và hai cái đường băng hai bên. Thì cái khoảng cách mà từ cái vùng giữa cho đến cái vùng hai bên nó sẽ luôn luôn là ngang nhau, nó sẽ đi theo. Trong trường hợp mà cây nến nó nở rộng lên thì cái bên trên nó cũng sẽ mở ra, kèm với cái bên dưới nó cũng sẽ mở ra. Cho nên cái khoảng cách mà từ cái bên giữa đến bên dưới và bên giữa lên bên trên nó sẽ luôn luôn là bằng nhau. Thì cái Bollinger Band này nó sẽ bao gồm là một cái đường SMA. Và cái đường SMA này nó chính là cái đường chính giữa, và Thái lấy cái số liệu của nó là 20 ngày, tức là 20 cái phiên. Ở đây Thái đang sử dụng biểu đồ là H1, cho nên nó sẽ là đường trung bình 20 của 20 cây nến. Rồi bây giờ cái chiến lược của nó như thế nào? Thì cái chiến lược của ngày hôm nay Thái trình bày nó sẽ thiên về cái xu hướng là scalping, và nó thiên về cái xu hướng là đi ngược với cái trend. Chẳng hạn như trong một cái xu hướng mà nó bắt đầu nó đánh mở bên để tạo một cái xu hướng tăng lên, thì đây chính là cái xu hướng mà nó tăng lên của cái Bollinger Band. Và cái chiến lược của mình nó sẽ tập trung vào những cái điểm hồi phục, tức là khi mà cây nến nó vượt ra, thì khi mà cái cây nến nó vượt ra khỏi cái bên trên này, tức là cây nến nó đã ra khỏi cái Bollinger Band, và nó kèm với một cái tín hiệu, đó chính là cái tín hiệu của cái đường phần trăm phần trăm xin lỗi mọi người cái đường phần trăm 3, tức là cái đường phần trăm D.
nó cắt xuống dưới cái đường phần trăm ca. Thì khi mà cả hai cái tín hiệu này nó xuất hiện thì mình sẽ cho một cái tín hiệu là chiến lược là bán xuống, thì mình có thể là bán ngay cái vùng này và cái mục tiêu chốt lời của mình là bên dưới mức này, hoặc là mình có thể chốt lời khi mà nó chạm tới cái vùng là bên giữa để mình có thể chọn cái điểm chốt lời. Thì trong cái trường hợp này anh chị thấy nó về tới đây nhưng mà nó vẫn chưa có chạm cái bên giữa. Nếu như trong cái trường hợp mà mình vẫn chưa chốt lời thì mình có thể chờ tới cái điểm này mình chốt lời khi mà nó chạm đúng cái bên giữa nha anh chị. Đó, mình sẽ chốt lời khi mà nó chạm tới cái vùng bên giữa này. Thì nhìn chung cái chiến lược của mình nó sẽ đi với cái xu hướng của nó là sẽ thiên về ngược với cái xu hướng chung của thị trường hơn. Rồi bây giờ Thái sẽ tìm thử một số những cái ví dụ, chẳng hạn như cái giai đoạn này Bollinger Band nó bắt đầu nó cắt xuống dưới của cái đường là bên khúc này, là ở ngay cái đoạn này mặc dù là nó cắt xuống dưới nhưng mà nó vẫn chưa có tín hiệu là cắt lên, thì ngay cái khúc này nó mới cho cái tín hiệu là cắt lên này anh chị. Cái đường màu xanh mà nó cắt qua cái đường màu đỏ này, tức là ngay tại cái vùng này đó, ngay cái đoạn này này chính là cái điểm mua của mình, cái điểm mua của mình, và mình chốt lời khi mà nó chạm tới cái bên giữa thì mình chốt lời nha. Đó, thì cái chiến lược này thì nó sẽ thiên về cái xu hướng là hồi phục của cái xu hướng thôi. Mình không thể nào mình kỳ vọng nó tiếp tục cái xu hướng tăng đảo chiều lên trên này được, mà mình chỉ kỳ vọng tới cái bên giữa để mình chốt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử một số những cái ví dụ tiếp theo. Chẳng hạn như cái đoạn này thì nó vượt ra ngoài bên, sau đó nó cắt về, rồi mình vào lệnh ở đây, nhưng mà mình bán ở đây thì nó cũng không có lỗ nhiều. Do anh chị thấy là mình vào lệnh ở đây mình kỳ vọng nó về bên giữa này, nhưng mà sau một thời gian nó tăng lên và nó chạm cái vùng bên giữa trên này, thì tính ra là mình bán ở đây thì nó cũng không có lời. À, xin lỗi mọi người, nó cũng lỗ một chút, tại vì mình vào lệnh ở ngay lúc này và bán trên này là mình lỗ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử tìm một số những cái kịch bản mà nó cho cái tín hiệu là hợp lý hơn. Đó, chẳng hạn như cái vùng này này, mình thấy nó vượt lên trên thì cái điểm vào lệnh của mình nó sẽ là cái cây nến này. Cây nến này là mình vào lệnh này, sau đó mình chốt lời là ngay cái mức này. Thì đây là một trong những cái chiến lược mà mình đánh nó đơn giản, và anh chị nên tránh sử dụng cái phương pháp này ngay tại những cái thời điểm mà nó ra tin, hoặc là những cái thời điểm mà nó cho một cái xu hướng thị trường nó đang rõ ràng. Ví dụ như anh chị biết là về một cái thông tin sắp tới của một cái loại tài sản như công bố lãi suất chẳng hạn, thì anh chị biết là nó công bố lãi suất thì nó sẽ tạo ra một cái xu hướng đi cho cái cặp tiền đó, chẳng hạn như nâng lãi suất thì nó sẽ làm cho cái hướng đi của nó tăng mạnh. Thì như vậy mình cần phải theo dõi những cái thông tin chính trị mà nó liên quan đến cái cặp tiền đó để mà mình đánh cho nó hiệu quả. Và bất kỳ một cái phương pháp nào nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng, cho nên anh chị cần phải là thận trọng trong những cái quyết định của mình. Thì cái phương pháp này nó thiên về cái hướng là đi ngược với xu hướng, cho nên thấy đánh giá nó cũng khá là rủi ro. Thì ngoài cái chiến lược mà anh chị sử dụng cái chiến lược khi mà cái đường phần trăm K nó cắt xuống cái đường phần trăm D, thì mình cũng có một số những cái chiến lược đánh dựa trên cái stop tactic, đó chính là chiến lược phân kỳ. Thì cái chiến lược phân kỳ nó là cái gì? Thì cái chiến lược phân kỳ là mình sẽ chờ những cái tín hiệu khi mà nó xuất hiện trên cái stop tactic và nó đi ra ngoài của cái Bollinger Band. Chẳng hạn như anh chị thấy ở đây nó xuất hiện một cái điểm tăng. Cái điểm tăng của giá nó là khúc này, từ cái đoạn này lên trên này, nó là một cái xu hướng tăng. Nhưng mà trên cái stop tactic nó lại cho một cái tín hiệu phân kỳ. Phân kỳ từ cái đoạn này, từ cái đoạn này và nó giảm ở đây và nó đi ra ngoài cái band, thì anh chị có thể cân nhắc mình đi mình bán xuống, cũng kỳ vọng chốt lời giữa band luôn. Đó là cái chiến lược mà mình đánh với phân kỳ. Thì theo thái đánh giá thì cái chiến lược phân kỳ này nó sẽ mang cái tính là an toàn hơn, nhưng mà cũng đi kèm với một cái rủi ro, đó là mình đi ngược xu hướng và mình phải chờ đợi nó lâu hơn, nó sẽ ít cái tín hiệu hơn, chứ không phải lúc nào nó cũng sẽ có cái tín hiệu phân kỳ cho mình. Chẳng hạn như cái vùng này mình chờ rất là lâu này, anh chị thấy thời gian mình phải theo dõi rất là lâu nó mới xuất hiện những cái tín hiệu phân kỳ như vậy, nhưng mà được một cái là nó sẽ cho mình những cái tín hiệu chắc chắn rõ ràng hơn, nó sẽ chắc ăn hơn. Đây, ví dụ như phân kỳ ở đây, cái vùng này thì nó cũng phân kỳ nhưng mà nó xa đó, anh chị thấy phân kỳ này. Rồi mình mua ở đây, cái điểm mua của mình là ngay cái mức này, ngay cái mức này, và mình chốt lời ngay cái đoạn mà nó về bên giữa này thì mình chốt. Đây, một số những cái tín hiệu phân kỳ mà anh chị có thể tìm thấy. Thì nói một chút về cái phân kỳ. Phân kỳ nó chính là một cái loại hình khi mà giá tài sản nó đi theo một cái hướng là tăng hoặc giảm, nhưng mà trên cái chỉ báo nó thể hiện một cái là xu hướng là ngược lại. Ví dụ nó sẽ có những cái loại phân kỳ nào?
Thứ nhất là phân kỳ RSI, thứ hai là phân kỳ trên AO, thứ ba là phân kỳ trên oscillator, stochastic oscillator này. Rồi thứ tư là phân kỳ trên OBV, tức là cái chỉ báo on balance volume. Thứ tư là phân kỳ trên IMF, chỉ báo về dòng tiền. Rồi phân kỳ trên rất là nhiều, nói chung là MACD nữa, thì nó có tới là 8 cho đến 10 cái phân kỳ. Thì mỗi cái phương pháp nó sẽ có một cái chiến lược riêng, cho nên mình không nói là cái phân kỳ nào nó sẽ tốt nhất. Rồi, bây giờ là về cái chiến lược khi mà ở đây nó xuất hiện một cái sự phân kỳ này anh chị, là anh chị thấy giá nó tăng, nhưng mà trên cái chỉ báo nó thể hiện một cái xu hướng là giảm này. Thì ngay tại cái đoạn mà nó vượt ra khỏi cái bên và nó xuất hiện cái phân kỳ như này, thì mình có thể cân nhắc mình bán ở cái vùng này. Thì cái điểm chốt cắt lỗ của mình nó sẽ là ở đâu? Thì ở trong cái trường hợp này, mình có thể là tự ước chừng cái điểm cắt lỗ của mình nó sẽ là trên này. Hoặc là nếu mà anh chị nào mà có cái kiến thức về phân tích kỹ thuật, thì mình có thể tìm xem những cái vùng kháng cự và hỗ trợ của nó ở đâu. Ví dụ như trong cái kịch bản này, thấy thấy cái vùng là hỗ trợ của nó là quanh cái mức này. Quanh cái mức này thì mình nó đã vượt qua cái vùng cắt lỗ rồi. Hoặc là mình sẽ tìm xem trên cái tín hiệu của nó là quanh cái vùng này. Đó, chẳng hạn. Như vậy thì mình sẽ đặt cái điểm stop loss của mình là trên này là hợp lý. Thì đây là một số cách để mà anh chị có thể là giao dịch nó hiệu quả hơn. Thì hầu như là trên cái thị trường là FX này, nó có vô vàn những cái cách để mà mình có thể là giao dịch được. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cách mà mình quản trị cái tài khoản của mình, cũng như là cách mình quản trị cái cảm xúc của mình một cách là tốt và kỷ luật, thì nó sẽ mang lại cho mình những cái hiệu quả. Đôi khi những cái chiến lược mà nó mang cái tính là đơn giản nhất, nó lại là những cái chiến lược hiệu quả nhất, không cần phải là phức tạp cho đến như là kèm cái đống chỉ báo vào, xong rồi mình nhìn vào xong mình lại rất là rối. Rồi khi mà chỉ báo này nó đi ra cái tín hiệu ngược với cái chỉ báo kia, rồi nó cho mình những cái tín hiệu là fake breakout chẳng hạn, thì mình vào những cái lệnh đó thì nó sẽ mang một cái tính là rủi ro cao. Cho nên để mà giao dịch hiệu quả nhất, thì anh chị thứ nhất là mình cần phải tìm được một cái chiến lược đánh theo trend hoặc là đánh ngược trend. Thì cái chiến lược đó nó nên sử dụng vào cái khung thời gian nào thì nó hiệu quả, và mình cần phải có một cái sự kỷ luật để mình quản trị tốt cái danh mục đầu tư của mình. Ok, thì đây chính là một cái cách đơn giản nhất để mà anh chị có thể kết hợp giữa Bollinger Band và Stochastic Oscillator. Thì đây chính là hai cái ví dụ mà Thái đã trình bày. Thì cái video về đào tạo đến đây là kết thúc. Thì trong trường hợp mà anh chị có những cái câu hỏi về thắc mắc nội dung nào trong cái bài viết, trong cái bài phân tích này, thì anh chị có thể là comment xuống phía bên dưới video để mà được Thái giải đáp, hoặc là Thái sẽ trả lời anh chị vào trong những cái video về đào tạo tiếp theo, hoặc là comment những cái chỉ báo mà anh chị muốn Thái phân tích, hoặc là Thái đưa ra cái khuyến nghị dựa trên cái chỉ báo kết hợp, thì Thái sẽ phân tích cho mọi người trong những cái clip tiếp theo luôn. Rồi video của Thái đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video về đào tạo tiếp theo. Mình là Thái Phạm.